Và điểm thứ ba là về chiều cao thì cao tầm 1m7. Cao có. Nhiêu nè. 1m65 mà chị ơi. 1m65 có dày độn. Tâm dạ dài. Nhưng mà bạn phân dày độn vô tư. Không dưới 1m65 là được. Rồi được rồi, 1m65 trở lên. Dạ. Đầu tóc thì phải gọn gàng sạch sẽ, không có nhợm. Rồi, gọn gàng luôn, có luôn. Dạ, không có cắt kiểu Hàn Quốc không con? Có Hàn Quốc luôn. Không. Dạ không, con không thích cắt kiểu không, Hàn Quốc. Không có cắt kiểu Hàn Quốc. Em tên là Hà Trọng Nghĩa, 30 tuổi, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh ạ. Em làm gì Nghĩa? Dạ em làm cửa hàng trưởng Vinmart Cộng ở Tây Ninh anh. Còn em? Dạ em chào cô Hồng Vân, em chào chú Hiền Linh ạ. Em tên là Quỳnh Thị Bích Thủy, hôm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương em thì ở Đồng Tháp. Công việc của em là kế toán văn phòng. Wow, sao không có cái điểm gì mà địa lý giống nhau vậy trời Linh ơi. Không, em khoái miền Tây lắm á chị. Em là gái miền Tây. Dạ đúng. Làm ở quận mấy vậy em? Dạ con làm ở Bình Chánh ạ. Sao em mê gái miền Tây dữ vậy cưng? Tại vì quê ngoại của em là ở miền Tây. Trong em về những cái sông nước, về cô gái lơ đò, chèo chiếc thuyền, nó đã in đậm trong trái tim em từ khi từ nhỏ đến bây giờ rồi chị. Về Đồng Tháp hay lắm. Em về Đồng Tháp thì em thấy hò Đồng Tháp ha. Tháp 10 đẹp nhất bông sen ha. Sen nhiều lắm rồi. Đồng Tháp có tràm chim, có rất nhiều cái địa điểm du lịch luôn nha. Hey, em giới thiệu chút xíu cho đàn gái biết cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Cái ưu điểm của em thì em là một người chân thành, hay giúp đỡ người khác. Tốt. Còn về cái khuyết điểm thì em bừa bộn lắm anh. Với lại em cũng ở dơ một chút. Ở dơ nữa hả? Cái nào? Chỉ là ở dơ một chút thôi. Nói tóm lại là với đàn ông như thế thì được. Rồi, mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của con thì con là người vui vẻ, biết lắng nghe và chịu chia sẻ tất cả các quan điểm của mình trong cuộc sống, trong với người thân, gia đình của mình. Khuyết điểm thì con là người ít nói. Có bừa bộn không? Dạ không có bừa bộn. Có ở dơ không? Dạ không có. Rồi vậy là ngon lành rồi. Con có một cái khuyết điểm là hay giận, nhưng mà cũng rất là mau nguội. Khoảng 5 phút là con hết giận. 5 phút hả? Dạ nhưng mà con rất là hay giận. Vậy thì dễ ẹt rồi. Trời ơi, tưởng 5 ngày với 5 phút thì ăn nhầm gì. Ăn nhầm nhò gì. Đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Con có một mối tình, tụi con quen nhau được 6 tháng. Chưa có sâu sắc gì lắm. Còn bạn nam bên kia thì sao nè? Dạ thưa anh chị với đầu quý vị khán giả, thì em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình mà em nhớ nhất có lẽ là mối tình thời học sinh của mình 2 năm. Còn mối tình kế tiếp là mấy năm? Mối tình kế tiếp thì em cũng chỉ tìm hiểu khoảng 6 tháng và em cũng chia tay. Bây giờ bắt đầu mình làm lại từ đầu nha. Cái mẫu người lý tưởng của con là gì? Tính con thì hay quên nên con có chuẩn bị là con ghi ha, tất cả các hình mẫu lý tưởng của con vào đây thì chắc là nhờ cô Hồng Vân với chú Nguyễn Linh chép trước con đi. Trời ơi, ghi vô một cái sớ dài sọc rồi con đọc đi hả, cái nào có cô nói có nè. Dạ điểm thứ nhất là người phải vui vẻ, hòa đồng và sống thật thà. Có không? Dạ có. Có dạ. Thứ hai là hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phải lễ phép. Có không? Dạ mẹ luôn là người trong trái tim em. Rồi có luôn. Và điểm thứ ba là về chiều cao thì cao tầm 1m7. Cao có. Nhiêu nè. 1m65 mà chị ơi. 1m65 có dày độn. Tâm dạ dài. Nhưng mà phân dày độn vô tư. Không dưới 1m65 là được. Rồi được rồi, 1m65 trở lên. Dạ. Đầu tóc thì phải gọn gàng sạch sẽ, không có nhợm. Rồi gọn gàng luôn, có luôn. Dạ không có cắt kiểu Hàn Quốc không cưng? Có Hàn Quốc luôn. Ủa, sao không chị? Không dạ không, con không thích cắt kiểu không, Hàn Quốc. Không có cắt kiểu Hàn Quốc. Không có kiểu Hàn Quốc. Gọn gàng, mặt mũi này sắc giới luôn. Kiểu Phú Quốc mình đâu hả? Dạ có xăm mình. Có xăm mình không? Dạ không chị. Không có. Có xăm mình. Dạ nói chuyện hơi lịch sự. Quá lịch sự nãy giờ. Dạ. Là thấy rồi đó. Không hút thuốc. Uống rượu thì có thể có cũng được. Sao nè? Không, em không hút thuốc. Không hút thuốc, uống rượu thì sao nè? Dạ có chút. Chút xíu. Nữa, tiếp. Nữa hả? Dạ vậy. Còn không? Dạ còn, điểm thứ mà tôi nói trên trách nhiệm. Quê quán là người miền Tây, có định hướng lập nghiệp tại Sài Gòn. Tại vì hiện tại công việc của con là đang ở Sài Gòn. Cái này không có. Sao? Câu này sao? Tôi đang làm Tây Ninh. Sắp tới em nhận được một cái lệnh luận chuyển từ Tây Ninh về quận 12, một cửa hàng bên Mắt Cộng quận 12 để làm rồi, việc. Rồi, vậy là rồi vô tư, rồi xong. Dạ, rồi. Con còn gì thắc mắc nữa không? Dạ, về tuổi tác thì sinh năm 91, 90, 89. Nhiêu nè? Dạ, em sinh năm 90 rồi. 90? Dạ, sinh 90. Dạ. Ok đúng không? Dạ. Cộng trừ 1 không sao. Câu hỏi chứ con là anh có thích du lịch không? Anh có thích du lịch thôi. Anh rất thích đi về miền Tây du lịch đó em. À dạ. Tốt luôn. Về Đồng Tháp.
Là dạ, hết rồi dạ, không? Hết rồi. Rồi, đó, để mượn. Có cái sớ làm chắc kỷ niệm. Có cái sớ làm kỷ niệm như chị. Có hết. Có hết 10 tính chất là anh. 10 tính chất là dạ. Bây giờ em, cái yêu cầu của em sao? Bạn gái phải dịu dàng, nữ tính, biết cách đối xử với người lớn tuổi. Đơn giản vậy thôi chị. Có không? Em dạ có. Có hết luôn phải không? Dạ. Có hết luôn đó. Rồi. Dạ. Tôi qua tôi coi thằng gái coi sao nha. Dạ, em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích đàn ông nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Đây con nói nãy nhiều giờ em ít nói lắm anh. Ít nói. Không có đâu, không nói đâu. Em trai em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm anh. Ràm. Đó là tính chất chung rồi em. Nè xin lỗi, bây giờ đàn ông càm ràm còn hơn phụ nữ đó, tôi đúng khẳng rồi, định một lần khi nữa. Đàn ông cũng càm ràm dữ lắm luôn á. Mình coi người thân góp ý coi sao. Em đi với ai? À, dạ hôm nay con đi với mẹ với em gái. Với mẹ. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Chị Hồng Vân. Dạ. Em là mẹ của Bích Thủy. Chào cháu trai. Dạ. Đây thì tôi nhận xét thấy là cháu trai cũng hiền và dễ thương. Tôi cũng mong là Bích Thủy với cháu là cũng cơ hội đang tìm hiểu với nhau, đang đến với nhau là chọn đời. Mẹ căng thẳng quá. Bây giờ ở dưới có một cô em gái sinh đôi. Em đoán coi. Em hai người hai bên đó. Hai người hai bên. Chắc em đoán là em bên áo vàng quá. Em áo vàng á. Áo vàng hả? Phải không? Không. Dạ không, đây là Bích Hà, đây là Bích Hà. Mẹ hết hồn, mẹ nói liền. Không, bên đây. Bên đây là cháu hả? Dạ, không có. Đây bên đây ngoài. Là người dân. Dạ, bên đây. Rồi em đi với anh hôm nay em đi với anh Đảm, anh của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào toàn thể khán giả. Những cái yêu cầu của bạn gái đưa ra thì thấy chỗ Nghĩa cũng có những cái trùng khớp. Ở đây hai bạn nên tạo cái cơ hội cho nhau để mình có cái cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em trai. Thế rồi được rồi đó, mở rào, kéo rào. Cười nè, nở nụ cười xã giao trước nè. Đó, đó quà cáp đồ. Có, anh rất là thích đọc sách. Nên hôm nay đến chương trình anh tặng cho em quyển sách này. Mong rằng em cũng thích nó như anh đã từng. Dạ rồi, em cảm ơn. Em cũng có món quà để... thì đây cũng là một cuốn sách. Em không có thời gian đọc. Mà sách này thì em chỉ nghe thôi. Em nghe. Hôm nay cuốn sách có tựa đề là Quả ngắn to đi và vui sống. Em rất là thích nghe. Mặc dù không có thời gian đọc. Anh rất thích đọc sách. Và nhiều người cũng nhận định là anh có giọng đọc hay. Anh sẽ đọc quyển sách này cho em nghe. Dạ đúng rồi. Về đọc xong cuốn sách là yêu nhau luôn đấy. Đâu em đọc thử cái giọng, nghe cái giọng ngọt ngào cái nào. Khi yêu thì sẽ yêu say đắm. Và sẽ nguyện bảo vệ người mình yêu. Dù đó là bất cứ nơi đâu và bất kỳ nơi nào. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở huyện Bình Chánh. Bình Chánh đoạn nào? Ngay chợ Bình Điền ạ. Em ở thành phố Tây Ninh hả? Dạ em ở thành phố Tây Ninh. Tây Ninh về khoảng 120 cây số. Wow. Dạ. Có đường cao tốc thì đi nhanh hơn, có khoảng độ 1.5 tiếng là đến. Dạ. Tính coi là cái cuốn sách này cảm xúc và tình yêu, tính coi đặng về đi mua đó. Mở ra một cái hết hồn, cái thơ ông viết rồi không dám đọc luôn. Dạ đây để em đó, để chính em đọc. Là người bạn đọc. Có thơ trong đó nữa hả? Em gửi tặng em người con gái có duyên với anh nhưng chưa từng gặp mặt. Đây là những trang sách mà anh thích. Anh muốn chia sẻ niềm vui này với em. Hy vọng rằng em cũng sẽ thích nó như anh đã từng. Bởi thế cho nên em hãy là một phần quan trọng nhất trong tình yêu của anh. Em nhé. Trời ơi. Rồi nói cảm xúc liền coi. Dạ con hồi hộp. Hồi hộp quá hả? Dạ nghe giọng đọc của anh thì rất là truyền cảm. Anh quan điểm về tình yêu như thế nào? Anh thì anh rất chân thành và anh cũng rất đồng quan điểm với em. Trong cuộc sống chúng ta rất... hãy bày tỏ những điều mà mình nghĩ. Yeah. Đừng nên cố gắng để mình che đậy đi thì cái cuộc sống nó thật là ngột ngạt. Yeah. Và anh thích cái sự chân thành đó. Yeah. Bao lâu thì anh có thể mình có thể gặp nhau được? Anh nghĩ rằng khi nào anh nhớ em thì anh sẽ chạy đến ngay bên em thôi. Không có thời gian cụ thể. Giữa tuần thì em không có nhiều thời gian đó, em chỉ rảnh vào cuối tuần thôi. Anh làm bên lĩnh vực cửa hàng trưởng mà, anh có thể ship lịch làm việc của bản thân mình được. Thế là bạn chuẩn bị chuyển về phụ 12 rồi, là gần đó. Dạ. Khi mà bạn mở rào ra, bạn thấy cái bạn nam là
có đúng như là những gì bạn tưởng tượng không? Cũng khá là giống với những gì con tưởng tượng. Cái là cảm nhận thì thấy anh cũng hiền, cũng giống với suy nghĩ của em. Cái giọng hay vậy, hát hay không? Cũng được hả chị ơi. Đâu hát thử coi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, em yêu kiểu thức tha cho lòng đắm say. Nắm được tay em cái em quên luôn rồi. Trời ơi, làm như quen từ thổi nào rồi đó. Cảm giác em gái hiện nay thế nào rồi? Thấy anh rất là cung. Con tim mình nó có rung động không? Dạ có. Cảm giác cái bàn tay nó như thế nào? Tay của anh thì rất là ấm. Em thấy có điều gì thích thích cho không? Thích thích không? Dạ có. Cảm giác lại được rồi. Em có muốn hát tặng anh ấy một câu nào đó không? Em cũng muốn hát tặng anh một đoạn. Em xin mời anh đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương em có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thầm tình dân tộc. Lần này chắc về Đồng Tháp luôn nha. Về Đồng Tháp luôn. Không hóa gì miền Tây lắm, về Đồng Tháp đi. Sau khi trò chuyện và cùng nghe lời góp ý từ hai bên, bây giờ mình sẽ đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Em có bấm không xem rờ hoài vậy? Dạ có. Trời ơi, làm đây hồi hộp chết đúng không? Dạ. Bà xin được phép hôn cái hôn đầu tiên. Nhân đây con xin được phép cô cho con được hôn em. Anh hôn em nhé. Dạ rồi. Rồi, chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh chị ạ.